Đối tượng của vụ án là Bùi Nhật Philip nha anh em. Bùi Nhật Long cùng sinh năm 2007. Này do đó rồi thôi. Sinh Điền. Con này chưa có anten mà sóng hơi bị được hả nha. Chết cái điện là. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại tháng đẹp nhất của cuộc đời. Đó. Hello. Chị giờ xin lại nha. Cassette chưa mâm thang là chưa chạy nha, Zalo số này nha. Cassette chưa chạy nè. Cassette còn lại nha, máy này thì nó bay cô lại cơ thôi. Ở đây là ngõ micro với ngõ tai nghe không xài rồi. Con này coi thử em ăn thang cũng ok. Coi qua dọn đi anh em ơi. 2,5 triệu nha, rồi chị dọn đi anh em ơi. Chương trình là bài hát mừng đất nước quê hương, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ. Nó bị đây, Mika bị này. Còn nắp nhau Mika bị chỗ đây gì anh em. Bể ra này, bể ra thôi. Nó bị chinh lệch ra. Bể ra xong rồi. Nói chung muốn xử lý nắp thì xử lý, không đỡ rồi. Vệ sinh lại nha. Rồi xuống con này nha.